Xin chào các bạn, tôi là bố của cháu Đào Dương Sơn, hiện tại đang học ở Alokiddy. Qua thời gian cháu học thì tôi thấy là cháu có tiến bộ rất nhanh về các kỹ năng nói, nghe nói, đọc, viết tiếng Anh. Tôi thấy là cháu gặp người nước ngoài thì cháu rất tự nhiên bắt chuyện. Qua thời gian đấy thì tôi cũng có cháu bé thứ hai là tôi là cháu Đào Dương Bảo Châu, thì tôi cũng cho cháu học tiếng Anh tại Alokiddy. Tôi cũng thấy rất giỏi tiến bộ. Trong thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục cho hai cháu nhà tôi vẫn tiếp tục học Alokiddy. Xin cảm ơn mọi người.